Trên sân nhà của đội Philippines, đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp bất lợi trong trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau khi vòng 3 V-League năm 2023 đến năm 2024 kết thúc vào hôm nay, 4 tháng 11, các cầu thủ có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Tại đây, đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chusier sẽ tập luyện đến ngày 12 tháng 11 trước khi chốt danh sách chính thức để di chuyển sang Philippines. Màn so tài với đội Philippines là trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam, cũng là lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Sân Rizal Memorial, thủ đô Manila, Philippines, được chọn làm nơi tổ chức trận đấu này. Về điều kiện thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp bất lợi khi Rizal Memorial là sân vận động mặt cỏ nhân tạo. Các cầu thủ Việt Nam đã quen đá trên mặt cỏ tự nhiên. Do đó, việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật vốn được xem là ưu điểm của đội tuyển Việt Nam so với chủ nhà Philippines. Trên sân nhân tạo, độ nảy, độ lướt của quả bóng cũng khác so với sân cỏ tự nhiên. Các cầu thủ cũng cần phải đổi sang một loại giày có cấu tạo đế khác để phù hợp với sân nhân tạo. Bên cạnh đó, độ cứng của mặt sân cỏ nhân tạo cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây chấn thương cho các cầu thủ. Trong thành phần đội tuyển Việt Nam hiện tại, có nhiều cầu thủ từng thi đấu trên sân Rizal Memorial như Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức. Đây cũng là sân vận động tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nam SEA Games 30 năm 2019, giải đấu mà đội bóng do ông Park Hang-seo dẫn dắt đã giành huy chương vàng. Kể từ vòng bảng cho đến chung kết SEA Games 30, U22 Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 4 trận trên sân Rizal Memorial. Sân đấu này cũng chứng kiến một siêu phẩm của Hoàng Đức, đó là cú sút xa thành bàn tuyệt đẹp ở phút 90+1, giúp U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước U22 Indonesia ở vòng bảng. Trận đấu đầu tiên luôn đóng vai trò rất quan trọng. Đội Philippines bị đánh giá yếu hơn, nên đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước chủ nhà để tích lũy điểm số. 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân sẽ tạo đà thuận lợi để đội bóng của ông Chusier cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3.